Triển lãm quốc tế thiết bị và công nghệ quảng cáo Việt Nam năm 2023, VietEd năm 2023 chính thức diễn ra. Nổi bật trong số những thiết bị và giải pháp được trưng bày tại sự kiện, có thể kể đến những sản phẩm vật tư cho ngành quảng cáo như các loại keo dán, alu, mica, fumet, các sản phẩm chăm sóc ô tô, điện thoại thương hiệu 3T được công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại đầu tư và dịch vụ Tân Tiến Thành giới thiệu và trưng bày. Đặc biệt, dòng sản phẩm keo dán đa năng 3T Bond cũng đã thu hút nhiều sự quan tâm của người tham dự với tính đa dạng, ứng dụng rộng rãi trong cuộc sống, đặc biệt dùng nhiều trong sản xuất thi công bản biển quảng cáo. Keo 3T Bond với nhiều ưu điểm vượt trội, công thức cải tiến mới so với các loại keo khác trên thị trường đang là lựa chọn mới cho xu hướng mới. Về định hướng của công ty trong thời gian tới, không ngừng cải tiến chất lượng về sản phẩm, kể cả về sản phẩm keo cũng như sản phẩm về phụ gia, về cái dịch vụ thì không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, luôn lắng nghe cái chia sẻ của người tiêu dùng, của khách hàng để nâng cao cái chất lượng dịch vụ của công ty. Tại sự kiện, đội ngũ chuyên viên Tân Tiến Thành cũng đã trực tiếp hỗ trợ cho người tham dự trải nghiệm cũng như tư vấn nhiều các giải pháp ứng dụng những sản phẩm trên trong quá trình triển khai những hạng mục thi công phục vụ cho ngành tiếp thị quảng cáo.